Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cứ nghĩ rằng để giàu có, cần phải tiết kiệm thật nhiều tiền, đúng không nào? Với suy nghĩ như vậy, có rất nhiều người không dám tiêu pha, không dám chi tiền mà lúc nào cũng rẻ rẻn, tiết kiệm từng đồng dù là trong bất kỳ trường hợp nào với bất cứ ai. Tuy nhiên, đó là tư duy hoàn toàn sai lầm các bạn ạ. Những người biết tiêu tiền, tiết kiệm và kiếm được tiền mới là những người thực sự giàu có và hạnh phúc. Do đó, muốn kiếm tiền thì trước hết phải biết tiêu tiền. Có những đồng tiền càng tiêu càng ít, nhưng có những loại tiền càng tiêu càng nhận được sự giàu có thực sự. Cuộc sống không dễ dàng cho bất kỳ ai. Đôi khi, người ta miễn cưỡng chi tiền cho cuộc sống của chính mình. Trên thực tế, khi tiền được chi tiêu, đó là tài sản. Khi không được chi tiêu, tiền chỉ là một tờ giấy. Người ta tiêu ở đâu thì sẽ thu hoạch tiền ở đó. Vậy những loại tiền nào mà càng bỏ ra nhiều lại càng thu lại nhiều? Và chúng ta sẽ được thoải mái chi tiền cho ai? Trong trường hợp nào? Tất cả sẽ được bật mí trong video ngay sau đây. Các bạn đừng bỏ lỡ những bí quyết tiêu tiền để giàu có nhé! Là một người thông minh, bạn phải sẵn sàng tiêu 4 loại tiền này. Càng tiêu nhiều thì bạn càng trở nên giàu có. Loại thứ nhất, đầu tư cho sức khỏe. Bạn có thể chinh phục mọi đỉnh núi, vượt qua hết thảy trở ngại trên con đường, phấn đấu vì ước mơ với sức khỏe tốt. Vì vậy, có thể nói sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất của mỗi con người. Đầu tư cho sức khỏe là khoản đầu tư sinh lời nhất mọi thời đại. Điều này không chỉ đem lại rất nhiều lợi ích cho bản thân mà cho cả gia đình trong tương lai. Tỷ phú Warren Buffett từng chia sẻ, bạn chỉ có một bộ óc và một cơ thể. Chúng sẽ tồn tại suốt đời. Bạn có thể bắt chúng hoạt động hết công suất trong một thời gian dài, nhưng nếu không chăm sóc bộ óc và cơ thể đó, 40 năm sau chúng sẽ rệu rã như chiếc xe hơi cũ. Đặc biệt, khi đứng trước bệnh tật, mọi thứ đều công bằng. Đẳng cấp, sự giàu có, địa vị, học vấn, gia thế đều không còn tác dụng. Ai cũng phải chịu đau đớn như nhau. Tiền không ngăn được sự phát triển của bệnh. Địa vị cũng không thể giảm bớt nỗi đau về thể xác và tinh thần. Hãy nhớ, sức khỏe chính là bảo hiểm của bạn. Đừng mang máy tính ra tính rằng bạn đã tiêu bao nhiêu tiền cho sức khỏe. Trên đời này, bạn nhất định phải có một món tiền phải tiêu. Hoặc là để chăm sóc sức khỏe trước, hoặc là để chữa trị bệnh tình về sau. Hiện nay, có rất nhiều người trẻ muốn chứng tỏ năng lực hết mình vì công việc và làm đủ cách để đạt được mục tiêu. Họ hào phóng với ước mơ, củng cố vị thế hay mua nhà ở thành phố. Nhưng vốn liếng dành cho sức khỏe lại gần như không có hoặc thậm chí chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ. Để rồi khi gặp biến cố về sức khỏe, những cơn đau thường trực, ta mới hiểu được cảm giác sẵn sàng đổi tất cả để lấy một giây phút cơ thể bình thường. Bạn có nhiều tiền, bạn có thể thuê người khác làm việc thay cho mình. Thế nhưng, bạn không thể thuê bất kỳ ai bệnh thay bạn, mệt mỏi thay bạn hay thậm chí chết thay bạn được. Có núi vàng, núi bạc thì người ta vẫn không thể gánh được những điều đó cho bạn. Vì thế, hãy trân trọng sức khỏe của bản thân. Đừng để mình phải đầu tư vào chiếc giường đắt đỏ mang tên giường bệnh. Đầu tư cho bản thân luôn là phi vụ không bao giờ lỗ. Và sức khỏe cũng nằm trong danh sách đó. Ngủ đúng giờ, thức dậy sớm, bạn sẽ thấy công suất làm việc hiệu quả. Quyết định đưa ra sáng suốt hơn. Dành chút thời gian thư giãn cho bản thân, bạn có thể cảm nhận năng lượng tích cực dần được tái tạo và truyền cảm hứng đến những người xung quanh. Mỗi chúng ta hãy tự ý thức và quan niệm về tăng cường sức khỏe, sẵn sàng chi tiền cho sức khỏe thể chất. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể là người khôn ngoan, thông minh nhất và bạn có thể được gọi là người giàu có, hạnh phúc. Hãy để đồng tiền phục vụ bạn, chứ đừng vì tiền mà làm tất cả. Vừa kiếm tiền vừa trân trọng sức khỏe là điều mà một người thông thái cần làm. Những người giàu thật sự là những người có sức khỏe, sức sống và nỗ lực làm việc bạn nhé. Loại thứ hai, tiền hiếu thuận. Làm gì phải nhìn về cái gốc của mình. Sự thành công của bạn không phải là tiếng vỗ tay cổ vũ của người ngoài xã hội, mà là khả năng bảo vệ cha mẹ bạn, giúp họ không cảm thấy ủy khuất, oan ức trong chính ngôi nhà mình. Một người ở độ chín chắn về tuổi tác cũng như sự nghiệp sẽ ý thức và cảm nhận được rằng người ngoài chỉ là người khách qua đường tạm thời trong bước đường sinh mệnh. Cha mẹ sinh ra ta mới mãi mãi là chỗ dựa lớn nhất, mới là tài sản đáng quý nhất chúng ta có. Bố mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho chúng ta được học hành khôn lớn. Trong suốt 20 năm đầu đời,
họ luôn là người trợ giúp, là cánh chim bảo bọc, sẵn sàng nâng đỡ chúng ta nhiều nhất bằng tất cả khả năng mà bố mẹ có được dù chẳng giàu có. Vì thế, ngay khi có cơ hội, chúng ta nên báo đáp ơn sinh thành và dưỡng dục của bố mẹ. Luôn quan tâm chăm sóc họ. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn đang mắc nợ, bạn cũng nên tiết kiệm tiền để báo hiếu cha mẹ. Nếu có thể thì nên cùng bố mẹ đi chơi thư giãn, nấu một bữa cơm gia đình ấm áp. Chúng ta cũng luôn phải giúp đỡ và ở bên bố mẹ khi họ còn có thời gian. Chưa kể đến, lòng hiếu thảo của bạn cũng là một thước đo để những người xung quanh đánh giá giá trị con người của bạn. Muốn thành công nhất định phải hiểu rằng hiếu thảo với cha mẹ mới là việc quan trọng nhất của đời người, vì có như thế bạn mới thực sự là người đáng tin cậy, đáng để kết giao. Loại thứ ba, tiêu tiền để báo ơn. Với những người đã từng cưu mang, giúp đỡ mình thì khi họ rơi vào tình huống tương tự, chúng ta cũng nên chân thành báo đáp lại ơn nghĩa khi xưa. Mọi mối quan hệ đều cần có sự vun vén, chăm sóc đến từ cả hai phía. Như câu tục ngữ, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ đưa dây mà trồng. Thông qua sự giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ, không chỉ mối quan hệ giữa hai bên cùng phát triển mà chính giá trị của bản thân chúng ta trong mắt người khác cũng trở nên giàu có hơn. Nếu bạn là một ông chủ thành đạt, hãy đừng quên những nhân viên đang sát cánh, nỗ lực cùng mình tạo ra thành quả. Hãy cảm ơn họ, báo đáp họ, đó là điều nên làm. Còn nếu bạn thực sự khó khăn, không thể dùng tiền để cho đi, vậy thì hãy dùng một trái tim biết ơn với đời, với người. Một trái tim biết ơn sẽ giúp chúng ta làm tốt mọi việc, sống tích cực với đời. Đó cũng là một dạng báo đáp đáng trân trọng. Bằng cách này, trong vô hình, chúng ta đã tích lũy được một lượng tài sản rất lớn, có thể đem tới sự trợ giúp khổng lồ trong tương lai. Đó chính là sự phát triển của giá trị con người, được thể hiện thông qua lòng tốt, sự đáng tin, tấm lòng biết tri ân, báo đáp. Loại thứ tư, đầu tư cho bản thân. Tiêu tiền cho bản thân không phải để ăn uống mà là đầu tư vào bản thân. Đó là cách quản lý tiền an toàn nhất và bạn sẽ không bao giờ thấy đói ở bất cứ đâu. Có thể rất nhiều người sẽ phản bác lại rằng, đến 3 bữa cơm ăn còn chưa no, gánh nặng kinh tế khiến người ta ngột thở, làm gì còn tiền mà tính đến chuyện học hành. Mà học rồi cũng chưa chắc đã nhìn thấy hiệu quả ngay. Những người có suy nghĩ như thế sẽ chẳng bao giờ dùng tiền đầu tư cho việc nâng cao trình độ của bản thân. Thực ra, nếu bạn thực sự nghèo khó thì tâm của bạn là vốn liếng lớn nhất của bạn. Bởi vì tâm bạn kém thì cuộc sống của bạn sẽ nghèo khổ. Trong xã hội ngày nay, mọi người ai cũng đều phải chịu áp lực rất lớn vì môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt. Do đó, đầu tư cho bản thân là điều tiên quyết nếu muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, vươn lên trong tương lai. Đầu tư vào bản thân là cách tiêu tiền thông minh, đây là một trong những phương pháp kiếm tiền lâu dài. Trong khi một số người có thể cảm thấy không đồng tình, nhưng bạn càng học tập tốt ở trường, bạn càng có nhiều cơ hội kiếm được việc làm tốt. Bằng cấp sẽ hữu ích hơn khi bạn thương lượng về lương và mức đãi ngộ trong các cuộc phỏng vấn. Ngay cả khi bạn đã tốt nghiệp và đi làm, tham gia các khóa học kỹ năng ngoài giờ làm việc cho phép bạn trau dồi thêm kiến thức và chuyên môn làm việc tốt hơn. Đầu tư cho bản thân, không ngừng học tập thêm các kiến thức sẽ giúp bạn khám phá ra nhiều phương thức kiếm tiền hơn nữa. Vì thế, đừng tiếc tiền đầu tư cho bản thân, học tập lâu dài. Cuộc sống thực tế, xã hội tàn nhẫn, nếu bạn không chịu chi và hoàn thiện bản thân thì xã hội không có lý do gì để dung thứ cho bạn. Đầu tư vào bản thân có thể mở rộng tầm nhìn, nâng cao kiến thức và có thể nắm bắt cơ hội và đạt được thành công. Bên cạnh đó, bạn có thể biết thêm được rất nhiều các nguyên tắc tiền bạc và cách sử dụng tiền của các tỷ phú trên thế giới thông qua một chiếc USB sách nói nhỏ gọn đấy. Trong chiếc USB này có chứa tận hơn 80 cuốn sách hay nhất do New York Times bình chọn về kinh doanh làm giàu và các bài học cuộc sống. Bạn sẽ không phải tiếc nuối khi sở hữu người bạn đặc biệt này đâu. Hãy click vào link ở phần mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết và để có thêm một người đồng hành cùng bạn trên hành trình làm giàu nhé. Con người cần biết tiêu tiền. Tiêu tiền không có nghĩa là phung phí mà là đầu tư cho cuộc sống hạnh phúc. Những người thực sự thông minh sẵn sàng tiêu 4 loại tiền này. Càng tiêu nhiều thì họ càng trở nên giàu có. Những người thực sự giàu có đều có thể kiếm tiền và có thể tiêu tiền. Trong nhiều trường hợp, tiêu tiền phản ánh sự tu dưỡng và gu thẩm mỹ của một người, đồng thời cũng phản ánh những giá trị của cuộc sống. Nửa đầu của cuộc đời là của cải, những nửa sau thường là sức khỏe. Do vậy, hãy thật sự sáng suốt các bạn nhé!
Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh trong đại dịch lần này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.